Rắn đã vào hang. Tất cả vào đi. Kiều, không hiểu sao hắn thoát được, đã lục soát rất kỹ mà không thấy. Cáo giả thật. Khẩn trương mở rộng lục soát tất cả các khu vực xung quanh khách sạn. Rõ. Giao dịch ở đây an toàn tuyệt đối. Ông Đại, có nhận ra tôi không? Ừ. Có nhận ra lại rồi. Nhưng còn cái anh chàng này là ủa nhớ là nhìn quen lắm á, mà không có nhớ ra là gặp ở đâu. À, trước đây tôi làm cống xì cho bọn bao biên. Thằng nào vậy? Tam tộc ấy. Trước đây em đi chợ Lùng Cao cho cơm bữa. À, đây à. Ủa nhớ ra rồi, ủa đã gặp Lị một lần, cách đây khoảng 1 năm ở trong khách sạn Hải Dân á. Cái bữa đó đó là khách của Ngột bị bắt á. Ông anh nhầm rồi, thằng này mới ra tù. Sao kỳ vậy ta? Cái trí nhớ của Ngộ á là tốt lắm á. Ngộ mà gặp ai một lần rồi á là Ngộ khó có thể quên được. Ông này mới xa tù từ ít lâu mà. Ông anh có biết vụ đấy à? Nói đến ông, ở trại Xuân Lộc, thằng nào mà chẳng biết. Thằng nào mách lẻo thế? Mách lẻo thì nó nói cái vụ úp sọt quản giáo, tẩn một trận gần chết. Vụ đấy có sao không? Ông anh giỏi thật. Bọn nó mãi chưa tìm ra em, thế mà ông anh ở ngoài không biết chuyện này. Ra thế, thằng em dám búp cả quản giáo. Thằng nào, lần trước nó dám dí súng đầu tôi. Mấy tháng trước nó mới cướp tù đấy. Thằng anh đó, chủ vũ trường bị bắt. Nó đập cả bọn giao phạm để mà cướp người, đưa qua bên tôi. Bản lĩnh à, bản lĩnh à. Mời đi, mời em vô. Thôi, bây giờ vào việc đi. Có Toàn đây. Ông Đại muốn hỏi gì thêm thì hỏi đi. Ừ. Chuyến hàng này á, Ngộ là 2.000 tấn. Nhưng mà hàng phải tốt à. À, bên tôi luôn đảm bảo. Giao dịch nhiều lần rồi mà, hả? Ngộ biết á là thế nào đây Lị cũng pha phách. Nhưng mà cái hàm lượng mà nguyên chất á, ít nhất á là phải khoảng 70%. Cho nên khách hàng của Ngộ chê á, là Ngộ phạt hợp đồng của mấy Lị. Ông nghi ngờ hàng bên tôi. Ông yên tâm đi. Nếu chuyến này là giả, tôi sẽ nhận lại, tôi chịu phạt. Uy tín của tôi gây dựng bao nhiêu hôm nay, chẳng lẽ vì vụ làm ăn giống mất à? Được rồi, được rồi. Vậy Lị tính á, chừng nào á Lị giao hàng? 10 ngày nữa. Địa điểm, thời gian tôi bảo. Thôi được rồi, chốt lại đi. Trước khi đóng gói, người của tôi sẽ kiểm tra. Hàng lên đường, tôi sẽ chuyển tiền cọc cho. Vậy đi. Ok, chốt. Chào đấy. Tôi vào trong đây. Trà đây. Sao lạ vậy ta? Ủa nhớ là bộ của cái thằng này à, hồi lần ngoái. Ông có chắc không? Chỉ thoáng qua thôi. Hình như là Ngộ gặp nó ở trong cái quầy cà phê ở trong khách sạn Hải Dân á. Sau đó một lúc á thì khách của Ngộ bị bắt cái bữa hôm đó.